choáng với mẫu xe đen đẹp long lanh và ngập công nghệ, giá từ 195 triệu đồng. Mẫu xe đen cỡ nhỏ Beza vừa được tung ra thị trường với mức giá rẻ bất ngờ tương đương 195 triệu đồng. Mẫu xe đen cỡ nhỏ Beza do hãng xe nội địa Malaysia Perodua sản xuất vừa được tung ra thị trường với giá từ 34.580 đến 49.980 ringgit, tương đương 195 đến 282 triệu đồng. Perodua Beza 2020 có kích thước 4.170, 1.620, 1.525mm, chiều dài cơ sở 2.455mm, trọng lượng không tải từ 865 đến 940kg, tùy từng phiên bản. Sức chứa khoang hành lý 508 lít, dung tích bình xăng 36 lít. Perodua Beza 2020 sở hữu thiết kế mạnh mẽ, thể thao hơn. Phần nắp capo, cản trước cùng lưới tản nhiệt nối liền với cụm đèn pha được tạo dáng bằng những đường gân góc cạnh, giúp diện mạo Beza 2020 cứng cáp hơn. Tuy có mức giá mềm, nhưng Perodua Beza 2020 được trang khí khá nhiều tính năng, công nghệ an toàn. Trong đó, cảm biến góc trước là trang bị tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao cấp nhất có chìa khóa thông minh, nút khởi động, ghế ngồi bọc da. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn của Perodua Beza 2020 gồm hai túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi. Hai phiên bản động cơ 1,3 lít có thêm hệ thống kiểm soát ổn định xe VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Perodua Beza có hai tùy chọn về động cơ. Động cơ xăng 3 xi lanh dung tích 1 lít cho công suất tối đa 67 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 91 Nm tại 4.400 vòng trên phút. Hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 1,3 lít cho công suất 94 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 121 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Hộp số tự động 4 cấp. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.